Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các con học sinh khối Nhi đồng lớp 1, lớp 2, lớp 3 của Liên đội Tiểu học Kim Liên đã được thỏa sức sáng tạo trên những bức tranh rực rỡ sắc màu với chủ đề Thầy cô và mái trường. Ban giám khảo là các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, ban phụ trách thiếu nhi và các thầy cô tổ mỹ thuật đã rất khó khăn để có thể lựa chọn ra những bức tranh xuất sắc nhất trong hơn 1.000 bức tranh đẹp gửi tham dự cuộc thi để trao giải. Về giải tập thể, ban tổ chức trao các giải nhất cho các tập thể 1D, 2G và 3E. Các giải nhì được trao cho các tập thể 1C, 1E, 2B, 2D, 3D và 3G. Các tập thể đạt giải 3 đó là 1A, 1B, 1G, 2A, 2C, 2E, 3A, 3B và 3H. Đối với giải tranh cá nhân, ban tổ chức trao 3 giải đặc biệt cho 3 bức tranh của các bạn Thùy Dương lớp 1B, Tuệ Tâm lớp 2B và Linh Anh lớp 3E. 9 giải nhất được trao cho 9 bức tranh của các bạn Đoan Trang 1D, Gia Linh 1G, Bảo Quyên 1E, Thanh Thảo 2D, Nguyệt Minh 2A, An Khanh 2E, An Nhiên 3G, Nhật Uyên 3D và bạn Châu Anh B lớp 3E. Cùng với đó, có 15 giải nhì, 21 giải ba và 30 giải khuyến khích đã được trao tặng đến các bạn nhỏ của các lớp khối 1, khối 2 và khối 3. Trong hoạt động thiết kế và trang trí báo tường, những bàn tay khéo léo, óc sáng tạo đầy tính nghệ thuật và với tình cảm đặc biệt dành cho các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các con học sinh khối lớp 4, lớp 5 đã tạo ra những tờ báo tường vô cùng đặc sắc với nhiều hình thức thể hiện phong phú như làm thơ, viết văn, vẽ tranh, sáng tác bài hát đầy cảm xúc về các thầy cô mà mình yêu quý. Tổng kết phong trào, ban tổ chức trao 2 giải nhất cho báo tường của tập thể 4B và 5E. 4 giải nhì được trao cho các tập thể 4D, 4H, 5G, 5C. 6 giải 3 được trao cho các tập thể 4A, 4C, 4G, 5A, 5B, 5D và một giải khuyến khích dành cho tập thể lớp 4E. Những bức tranh đẹp nhất, những bài báo tường độc đáo thay cho những đóa hoa tươi thắm, những lời chúc đầy ý nghĩa gửi tới các thầy cô trong tháng đặc biệt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin được cảm ơn tất cả các con học sinh Tiểu học Kim Liên yêu quý.